Lồng xoáy. Chuyền tốt, không lỗi việt vị của thần quý. Cơ hội cho các thủ nối kế bấy. Tuyến trọng rất trống dành cho Sĩ Toan. Vào! 1-0 cho cao thủ núi cửa BHC và người ghi bàn đó là Sĩ Toàn. Một đường truyền quá tốt của thân quý. Ở đâu đó thì tình huống ghi bàn vừa rồi là một sự kết hợp hài hòa giữa thân quý và diễn viên hành động Sĩ Toàn. Đội trưởng lao đầu chạy, bóng vẫn còn trong cuộc chơi, đường ca ngang rất trống trải đến đâu. Cơ hội, đó là đội doanh nhân Võ Văn Tâm và đó lại là phạm công và tỷ số đã có cho các thủ đội BHC. Cú đúp của Sĩ Toàn, một loạt những tình huống trước khung gỗ của trường đua BHC và cuối cùng thì mảnh lưới của họ cũng đã rung lên. Trước đó là doanh nhân Võ Văn Tâm và bây giờ chúng ta đang theo dõi tình huống trước đó nữa của phạm công và người kết thúc cuối cùng là Sĩ Toàn. Cú đúp dành cho số 18 này. Lại một lần nữa thì đội trưởng lao đầu chai ghi dấu ấn.